Em nhà vườn Lu Bonsai xin được kính chào toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị, các bạn, những người yêu và đam mê cây hoa trà my. Trong cái video ngày hôm nay thì em có mở bán với các bác những cây trà my phấn sen. Thì nói về cây trà my phấn sen thì nó là một cái cây trà nó mang cái vẻ đẹp tổng thể từ thân lá cho đến mặt bông các bác nhé. Các anh chị nhìn thấy này, cái bản lá của nó là một cái dòng lá nó lá tròn bóng mà rất cứng cáp, mà nhìn trên một cái cây trà lá nó cực kỳ là khỏe khoắn, nó rất là đẹp. Nói về cái phần lá. Cái thứ hai về cái mặt hoa của cây trà phấn sen thì nó là một cái cây mà nó mang một cái mặt bông gần như là đẹp nhất trong cái dòng hoa trà my, là một trong những cái bông trà my đẹp nhất trong tất cả những cái bông hoa trà my mà tất cả anh chị em mình đang chơi. Đó thì cái mặt bông của nó thì nó là một cái màu phấn sen, và với cái bộ cánh xếp 18 cánh xếp tạo thành một cái bông hoa rất là đẹp. Đó. Thì đó là sơ qua về cái cây trà my phấn sen này nó các bác như vậy. Để qua lại cái video cụ thể thì em sẽ chia sẻ các bác. Hôm nay là 50 cây trà my phấn sen như thế này. Đó, đây là 50 cây trà my phấn sen. Hôm nay sẽ chia sẻ với các bác trong cái video này các bác nhé, tổng thể này. Đó, và em sẽ vào chi tiết cho từng cây. Đó, thì cái cây thứ nhất này thì nó là cái cây có cái thông số cây là Bangkok, nó được 5. Cây rất là già các bác nhé. Đó, các anh chị nhìn này. Đó, cây nó không to nhưng nó là cây già. Cây già thì nó sẽ cho một mặt hoa nó vừa căng và nó đẹp, cái màu nó đẹp, nó thắm. Đó. Và nó tạo ra cái sự cổ kính của một cái cây hoa, cây cảnh, cây trà rất là đẹp. Đó thì cây này thì là một cái cây mà nó đóng nụ khá là sai. Đó, khá là sai nụ, nụ như này thì là các bác sẽ chơi là rất là đẹp rồi. Đó, nụ em đã tỉa đã đủ để chơi cho cái đợt hoa Tết rồi. Đó là cây này em sẽ giao lưu các bác là 500k các bác nhé. Cây này em chỉ giao lưu các bác là 500k thôi. Đó. Sang cái cây số 2 thì cái cây này thì cái thông số cây của nó là Bangkok của nó là 7 các anh chị nhé. Cây đều là cây già. Đó, các bác nhìn cái nước da cây, các anh chị nhìn thấy cây nó rất là già luôn. Đó. Bangkok là 7 và tổng cao của cây này thì là 60 các bác nhé. Đó. Cây này thì nó hơi ít nụ một chút. Đó, hơi ít nụ một chút thì tuy nhiên là vẫn đủ để cho các bác chơi. Đó, nó vẫn có khoảng tầm cả to cả bé tầm hơn chục nụ. Thế là ok rồi, là một cây trà sẽ rất đẹp rồi. Đó, đây nụ đây các anh chị nhé. Đó, hơi nụ một chút mà cái tàn sum lại rất là đẹp. Ở đây là nụ bé này. Ở đây là nụ bé các bác này. Đó. Đây những cái nụ nhỏ này. Đó, cây này em giao lưu các bác là 650k nha các bác nhé. Cây số 2 là 650. Đó, sang cây số 3. Cây số 3 này là cây cũng là một cây rất là đẹp, cây Bangkok 7, tổng cao là 60. Đó. Tàn bóng này cực kỳ là sum, rất là đẹp luôn. Đó, đây nụ đây các bác nhé. Đó, nụ đây. Đó, cây này cũng giao lưu với các bác là các anh chị là 650.000 các anh chị nhé, 650k. Cho cây số 3. Đó. Cây số 4. Cây số 4 thì cây này Bangkok 6,5. Bangkok 6,5. Có một cái độ lắc nó rất là đẹp luôn. Tàn bóng nó cực kỳ là đẹp rồi. Đó, nụ rất là đẹp rồi các bác nhá. Nụ này là nụ sẽ nụ chuẩn Tết hết luôn. Đó, thì cây số 4 này với cái thông số cây là Bangkok 6,5, cũng 6,5 đến 7. Đó, tổng cao là 60. Và cây này em cũng giao lưu các bác là 600k các anh chị nhé. Cây này thì giao lưu các bác là 600k. Đấy kìa. Cây số 5 các bác nhé, 600k. Cây số 4. Cây số 4 là 600k các bác nhé. Đó, tiếp theo là cây cuối cùng. Đây là cây số 5. Cây này thì rất là sai nụ. Cây này cực kỳ là sai nụ luôn. Cây thì rất là khỏe, rất là đẹp. Tán bóng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đây các anh chị nhá. Tất cả cây của em nó đều là cây có củ bệ, vì nó là cây già, đều có củ bệ hết. Về các bác trồng thì chăm sóc trong cái thời gian chăm sóc các bác chịu có tưới xói nước để nó chặt củ bệ ra, và sang năm các bác nó sang chậu sẽ rất là đẹp. Ở cây số 5 này thì Bangkok là 6 các bác nhé, Bangkok 6 tổng cao là 58. Và cây này em giao lưu các bác là 550k các bác nhé. Đó. Đó, thì em sẽ lướt lại một lượt này. Đó, cây số 5 Bangkok là 6, tổng cao là 58. Đó, và giá giao lưu các bác là 550. Cây số 4 Bangkok chắc tầm 65 đến 7, tổng cao là 60 65. Đó, tán bóng rất đẹp. Cây này thì Giao lưu các bác là 600k. Cây số 3 bánh gốc 7, tổng cao 60. Họ chốt đóng tàn bóng cực kỳ là đẹp luôn. Cây này giao lưu các bác 650. Cây số 2 bánh gốc 7, tổng cao 60, tàn bóng cực đẹp luôn. Và giao lưu các bác là 650. Cây số 1 bánh gốc 5, tàn bóng rất đẹp, cây già. Giao lưu các bác 500k nhé. Các anh chị mua cây có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại và cũng là cái số Zalo của em luôn. Đó là cái số 0901 789 915. Vâng, em xin cảm ơn.